Alo, alo, alo. Top 8. Để tắt cái tiếng ở ngoài đi. Hello anh chúc A buổi tối vui vẻ. Hai con. Playtime. Hai bé rồi đấy. Dù report đó chưa biết bạn. Để phản hồi đấy. Theo mình nghĩ cùng lắm là cảnh cáo thôi chứ. Cái cờ này khó ban lắm bạn ơi. Cờ quạt là sao bán? Neko này. Thôi bán hai con luôn đi, ấp chết cái. Bán đi ấp chết kiếm thần tài sớm. Hai thiện xạ đi ha. Hai thiện phong đi ha. Hai thiện xạ hai thiện phong trước đi. Đấy lại bằng rồi đấy, để tôi mà xóa cát tre trước đi. Cứ bằng rồi đấy. Rồi, cảm ơn Phong Trần nha. Cứ bằng đi. Ăn thần rừng. Mình ngại đánh rừng lắm luôn. Không đánh rừng tí nào. Thiệt sự. Ấp chết đi để kiếm kiếm ấy cho nó dễ. Kiếm kata đồ Darius cho nó dễ. Cái gì đây? Không đam mê thì cái gì đây? Hello ngài like vui vẻ. Cũng đam mê như ai phải đặt ngại nữa hả? Cũng có đam mê vì đặt. Nhận là còn ngại. Ngày sờ chim vui vẻ, nay dự bọn Riot thế nào R ngài?
Chưa biết bạn, chưa biết bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ là không có ban được đâu. Cảnh cáo, căng lắm cảnh cáo chứ ban gì. Sao ban? Ban lý do gì giờ? Ban về lý do gì? Nhân chia gạch dưới 1.234.567 nhân chia gạch dưới 17 nhân 9 nhân 1 gạch dưới 7 a còng 9 đây? Nhân gạch dưới nhân gạch dưới nhân gạch dưới nhân a còng 111. Gì đây? Phải cái nồi á. Hết bằng bằng rồi tới mẹ cộng trừ nhân chia tích phân mẹ các kiểu à. Cảm ơn Kiệt Quyết nha. Ông nội phong trần này. Thần tài đến, thần tài đến. Có cung có khăn rồi anh em ơi. Có nên chơi giết ván không ta? Có cung có khăn. Có cung có khăn. Thần tài win chết luôn đi nhở. Chín tứ hoài cũng ngán. I will fight as long as I stand. Chào Châu. Chơi chín tứ hoài nó cũng hơi chán. Chơi thần tài win kiếm tiền rôm giết đi. Còn thở là còn gỡ, ngã ở đâu đứng lên ở đấy, gấp đôi tới chết. Thì đang thần tài đấy, ba thần tài kìa không thấy hả? Chơi thần tài, nhưng mà thần tài win được thì cứ win thôi. Ủa, win được thì cứ win chứ bạn. Tội gì mà phải đánh thua. Win chick được thì cứ đánh win chick đi. Tội tình gì mà phải đánh lu chick nhỉ. Hai cái bé. Ôi, Timo từ từ bắt. Ông Timo sớm quá. Cảm ơn thần thần nha, cảm ơn Xuân Kiên. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó ngài ơi. Đây kinh điển. Wolf strikes. My shield is my sword. Từ từ coi. Đồ này thì dê ke đúng không? Đại bác hay dê ke nước mắt ngon. Nước mắt tí cho kim rẻ hoặc là mèo. Đánh bốn nhẫn giả. Bốn nhẫn giả đi. Nãy vừa làm quả thần tài còn hai máu nổ hữu chín được 5 cái kìa, lên 9 pp luôn từ top 8 p.
Đấy, bạn đâu phải bạn cứ thắng được đâu. Bạn cũng sẽ thua thôi. Đánh giá đồ tệ, ừ, đang tính vậy. Đang tính thế. Yamit Iku Iku. Cái gì mà Yamit Iku Iku nữa đấy. Cái gì mà cả Iku Iku ở đây vậy. A B B C C D D. Giết linh hồn level 7 á thì vấn đề là thiếu cái tăng. Hello ngài. Thiếu cái tăng. Quan trọng là con tăng ở đâu? Ai chả biết giết linh hồn cũng được. Kiếm con tăng khó. Giết linh hồn không biết con gì phải đi một mình mà tăng được. Chỉ có con sen thôi. Đi nhận giá thì có tăng ngon hơn. Nhận giá thì tăng xịn hơn. Let's have some fun. Còn linh hồn thì cũng được thôi. Mình thấy nhận giả nó vẫn ok hơn. Để xem coi đó. Braum á. Braum đi một mình. Braum. Cần Braum. Li ba được kẻ cái gì đó, nó li ba bình thường mà. Đó thì sẽ họ sẽ đỏ thì họ roll được thôi. Nhất xong đấu à? Cứ ping cung thôi, cứ ping cung thôi. Cứ ping vào cung thôi. Ông kia áp cao rồi à? Ông này áp cao rồi. Kiểu này thần tài cút luôn rồi. Áp cao kiểu này là thần tài cút luôn. Ghét thì không cần gốc rồi đó. Để bắt khăn này này. Rồi làm thêm 2 xe ke rồi đi. Nếu mà muốn bra ông tăng được ấy thì bra ông phải cầm cái thú tượng thì mới tăng được. Ôi bố nhân giả nè anh em, từ từ bố nhân giả rồi này. Ừ có cái này tan ngon. Từ từ bắn sen nhá, khoan là bắn sen nhá. Để nổ cái, để nổ cái. Nổ cái đi. 19 có nên kéo tiếp không ngày hay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em quả quê à, em chơi bài mà cứ trâu ăn cức với mạnh. Ăn cức xong tụ bài em ăn cức theo luôn. Ui, vô công ba kìa. Để thần tài tí đã. Cảm ơn Hùng Dũng nha, ông Phong Trần này, ông bớt xàm lại đi được không? Ông hơi xàm rồi đấy. Phong Trần ông hơi xàm rồi đấy. Để bác từ từ đi, có sen này các em bạn. Em là công chúa ngủ trong rừng, anh là hoàng tử đến thẳng giường em. Và cách để em ăn xúc xích không ngừng là trộn sữa chua vào chân trâu đường đen. Công trình phụ anh mang ra thầy, anh xoa lo xem bằng chai dầu gió xanh. Cái gì đấy ba? Gì vậy?
nghe nó mẹ dơ bẩn vậy. Nghe nó hơi bị dơ bẩn. Ây da. Rồng làm gì? Tự nhiên rồng này làm gì? Nãy giờ ít ra Z con này, không biết con nên đánh không? Chó cắn dây điện. Vãi liền thân niên. Thân niên bị chó cắn dây điện ạ. Bựa vậy. Hắn là chó cắn dây điện luôn. Tí bỏ hai con này ra cho bố nhận giá vào được. Tí nữa, bỏ hai con này ra cho bố nhận giá vào. Chết đánh bố nhận giá. Bắn xem lát đại bác gì. Tên này ấp chết là bỏ hai con này ra chứ bố nhận giá được rồi. Cái gì đâu. Bố nhận giá Kali 2 này. Nổ đi. Thôi. Nổ đi kiếm tiền kiếm Neko chứ bạn. Ừ Akali thế này. Nổ đi kiếm tiền kiếm Akali. Đây có xe kia rồi. Có cái xe kia cho Akali rồi. Nhất thế này. Xe kia chắc cái lắp cho Akali thôi. Sen này. Sen này. Đó. Gì đâu. Sao đâu. Chắc là đánh hai linh hồn thôi nhở, không phải đánh bốn đâu thiệt đấy. Khi mà bạn không biết nói gì thì mang cả bài của Hades vô đầu nếp. Ui gặp Nali, gặp cả Nali à. Đau 4 round rồi. Đánh 2 nhẫn giả. Sẽ đánh 2 thôi nhỉ. 2 dây kia. Không, 3 đồ tể thôi, 6 đồ tể là 3 đồ tể được rồi. Nổ cái hũ đi rồi bỏ luôn đi cho Sen lên tăng. Thì đúng rồi. Đánh nhẫn giả nó hợp lý hơn. À, nhận giả bạn nuôi được cả Akali nữa, có đam. Xe này đó, tử. Tử sẽ có đại bác thôi, thần tài. Ô, thần tài này mất nha ấy. Akali này, xe này. Ui, Akali 3 trước luôn trời. Màu này màu Akali 3 trước cả Z. Nghi lắm. Rồi xong bán ba mẹ ba con này đi cho Pai vào cái. Akali 3 thì phụ đam được. Trận này top 13k sao cho ngài. Ok, cảm ơn Tùng Lâm nha, nhận luôn. Ui, heo 2 được kìa. Hello, hello, nay còn xong. Gấp đôi không ngài? À, mình là người nổ. Mình mới là người nổ nè. Rồi, lại nổ rồi top 8 như lúc kiếm mèo thôi. Thôi kiếm mèo thôi anh em ơi, kiếm mèo. Kiếm mèo thôi. Hôm nay vô tình lướt FB thấy highlight ngài Châu đánh TT vô test thử luôn làm được trận. Để đời về top 1 mà từ dưới lên. Vô cực nha, cho Akali vô cực đi. Game đang cheese 8 thắng liên tục lên cheese 9 thua chả hiểu cơ chế game. Xài Timo hay xài ngon hơn ta? Thôi mình đâu có xài Timo, quên mất. Nếu mà ván này nuôi Akali thì phải để con Pai lại, đâu có xài Timo đâu. Để con Pai lại. Xài mèo á. Xài mèo. Ờ thì đấy, thì bây giờ mình tính cùng cung nè. Hai dây ke cho con này là Akali nó phụ đám.
Akali run 3 luôn. Cho nó phụ đam luôn. Đấy, ngon, cùng cung luôn. Cùng cung đi. Đấy, cùng cung, đẹp rồi. Có dây ke là đại sư ngon hơn lên level 8 thì đại sư bạn. Bây giờ bạn phải run nhất 3 đã. Yes mà không 3 sao chơi làm gì. Không 3 sao yếu lắm. Nổ đấy à, một máu nổ đấy à. Một máu comeback kìa. Bài mình khỏe đúng không? Slow roll thôi ha. Chơi kiểu gì đấy, công ba xem kẹp Lee Sin đại bác sút à, thôi chắc lên luôn, đánh 6 tiên phong các bạn ạ, tôi lên đánh hồi tí tôi kẹp con Yone và tôi đánh mới được thằng này, phải kẹp con Yone vào, muốn đánh với thằng này chắc phải có Yone, có Yone thì hơi khó. Kiếm Z3 cái, ok. Muốn đánh với thằng này tiến lên level 8 kiếm con Yone bỏ mà. Đẹp lắm rồi đấy. Bài đẹp lắm rồi đấy, thua chịu ấy. Bài ping luôn rồi đấy. Thua là bỏ tay nha. Đỏ có gì nữa bạn, 4.6, 5 chấm phải ghét 3, dư có 30 tiền, có gì đâu gọi là đó. Mèo còn đang mèo 1, sen cũng sen 1. Cứ đỏ thôi. Ôi thân yên kia cút luôn à. Ôi thân yên thì sắp kêu 3 rồi này. Nó hai Neko nè. Ôi nó kêu 3 đấy. Lobby mặn lắm bạn, giết 3 đồ, Akali 2 đồ này, Akali 3 đồ luôn, vẫn cứ toang thôi, lobby nó đỏ bạn. Bạn đỏ 1 thì lobby nó đỏ 10, nói rồi mà. Lobby có mặt tôi có khi nào mẹ lobby nó yếu đâu. Toàn quái vật thôi. Cốc à? Cái đẹp cốc. Thôi cốc thôi chứ làm gì nữa giờ. Cốc cho Akali miếng đam cũng được. Cung cho ai đây, cung cho Kindred đại đi. Tân sau lên chết cho Ire ra cái. Tân sau lên chết cho Ire rồi Ron kiếm Yone. Lần đầu donate cho ngài. Cảm ơn Đức Nhật nha, cảm ơn Văn Lâm. Bài này out tốt chịu các bạn. Bài ping thế này mà out tốt chịu luôn. Bài thế này mà out là chịu ấy. Game nhái liên quân đấy.
nạp lần đầu. Kiếm một lèo hai sao ấy. Tí mình có nên kiếm Samira. Nếu mà có Samira thì bắt Timo vô nhỉ. Bắt Timo thay con kia đẹp. Thôi ôm kêu lần gì bạn ơi. Người ta đủ đỏ là người ta ăn hết. Ôm cái gì. Chị đang kiếm một lèo nè. Một lèo còn đang 2 sao mà. Kiếm một lèo 3 đi. Cho Sen xuống hit cốc nhá. Để con Sen ulti nhiều siêu tan cho nhiều. Tan nhắn trông. Ê, tính ra là Akali đam nhiều phết. Đấu thua Z. Nó sắp kêu 3 nè, một con kêu nữa nó kêu 3 nè. Lốc. Cùn đao diệt. Lốc chiếu. Yone kìa. Yone ngon. Yone ngon nha, đang cần Yone đấy. Hay là mình lên chết mà kẹt thấy con Yone vào ta. Bây giờ bỏ Yone vào đây đi. Hay là lên chết kẹt thấy con Yone vào. Có Yone thì đánh được thằng này này. Có Yone thì cắt thằng này cái, giảm giáp các phép đi đâu. Samira luôn này. Samira cho Timo vào. Nếu mà xài Samira đỉnh quá ngay. Kiếm Timo 2, thay con này thì Samira vào đây. Rồi lấy Samira cầm đồ của con Akali là được. Samira nó quẩy. Samira cầm đồ Akali. Rồi thay Timo vào đây là được. Để mèo cầm cốc. Samira đồ Akali này mà ông kêu phế. 3 KBF đây. Phế đi. Đồ Samira 3 KBF mà kêu phế. Cái nồi phế á. Cố lên, cố kêu 3 đi. Không đâu, cũng cầm 2 kêu rồi. Phế cái gì đấy. Bán đi đây làm gì bạn? Tính để tiền mà thua round thì roll hết tiền. Còn không thua thì để lấy tiền lên chết, vứt ID ra. Sao kêu 3 được, thằng này cũng cầm kêu rồi nè. Các bạn ở đâu? Đi luôn rồi, kêu ai gì nữa. Cút luôn. Ôi kêu liên tục. Ôi cung săn kìa. Ngọn đấy vô cực cung săn kìa. Lại kêu không có đồ đi. Lại kêu không có đồ đi anh em. Cho
cho Timo 2 Zeke ha. Timo 2 Zeke nhé. Rồi, được rồi đấy. Rồi, rau sau là lên được chết rồi đấy. Rau sau vứt con này ra. Đẹp. Xen lên từ từ bạn, không cần. Rồi đẹp chưa? Được rồi đó. Rồi Samira 2 sao là quẩy tưng đừng, tưng bừng luôn, quẩy tung đít luôn. Một lèo không chỉ lên hai luôn ta. Một lèo một sao đứng chết kìa. Sao đó nhờn đê giải tỏa gì, game hơi dễ các bạn, game là hơi dễ luôn. Ai ơi, Timo 1 đúng không, lâu rồi không nghe bản này các bạn. Có Timo trong đội hình rồi, Timo 1 gắn tim, nghe nhạc khóc lọ đi. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.